không thể nào nói hết những cái hành trình mà sư Minh Tuệ nó đi. Dạ, quý quá. Gần 2.600 năm rồi thì sư Minh Tuệ đã xuất hiện á, trong những lúc á, là đất nước đang làm đổi mới cũng như đi ngược lớn đường hướng hành đạo mà Đức Phật đã dày công sáng lập. Dạ. Nên biểu dương những hạnh là khó làm mà Ngài Minh Tuệ đã làm được. Sư là chỉ lo là cung phụng cái xác thân là ăn sung mặc đẹp, thì ngày hôm nay là sư Minh Tuệ đã hành được và làm pháp đi đến đâu thì giảng giải cho bà con nghe, là giữ giới làm thì việc thiện thì cái đó là điều lành điều tốt. Xôn xao những dư luận vì là lo cái tấm thân của là các sư là trên hết, cho nên là bỏ là các Phật tử là không có là chăm sóc những cái là văn hóa đạo đức xã hội xuống cấp càng trầm trọng. Chú cảm nghĩ gì một cái đoạn clip mà lúc ổng đang nhặt từng mảnh vải ở nghĩa địa để kết thành đi đó, chú nghĩ về đoạn clip đó như thế nào? Thì xét nghĩ nếu như người ta mà ăn sang mặc đẹp thì không bao giờ nó được những cái tấm vải đó. Đúng rồi. Cho nên là dùng cái miếng vải là nó không cần để mà là tốt, nhưng mà dùng nó là để che thân, để cho đủ cái thời gian là đi hành đạo ban ngày thôi, chứ còn thực sự không tốt là chạy theo cái là sang vọng, và cũng như là thực hiện theo lời là luật pháp đã quy định rồi thì là luật pháp cũng ủng hộ, mà nếu mình làm việc chân chánh thì luật pháp vẫn là ủng hộ mình. Cái gì cái chỗ hành đạo đó mà nó không được yên tĩnh thì là sư muốn tìm một cách nào đó để yên tĩnh, để lo chăm lo cái việc hành đạo. Thì là sư Minh Tuệ thì ông nói là cũng như mặc cho ai là thương ghét gì ông cũng cam hết trơn, để như là bỏ hết ngoài là tay, không có để ý vào chuyện đó, chỉ là mình làm được hay không thôi. Chú cảm nghĩ gì câu nói của sư Minh Tuệ nói là con không phải là nhà sư, con không phải là tu sĩ, vậy câu nói đó là ông khiêm nhường hay là lý do gì vậy chú? Câu nói đó đó là coi như đó là không muốn can dự đến tổ chức nào hoặc là một giáo hội nào, để là tự mình đi tu và tự mình quyết định bản thân mình thôi, chứ còn không muốn dính dáng với ai hết trơn. Sư muốn đi thì sư đi, còn sư muốn ẩn thì ẩn, là lý do là tự sư hành đạo là sư biết, bởi vì cái số người mà đi đến cản trở về giao thông quá nhiều, cho nên là nó làm là náo động cái cõi lòng. Tại vì sư Minh Tuệ cũng chưa phải là chánh đẳng chánh giác, nhưng mà phải cũng phải thể bị động thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì nãy giờ nghe hai đồng đạo là chia sẻ một góc nhìn của sư Minh Tuệ thầy à. Thì tôi cũng là bổ sung thêm những cái vấn đề hay à, là mình cần nên nói và những cái gì mình không nên nói. Dạ hay ạ. Thì vừa qua đó thì trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều cái đoạn clip quay kẻ nói này người nói nọ, thì là nó cũng là không thể nào nói hết những cái hành trình mà sư Minh Tuệ nó đi. Dạ quý quá. Bên cạnh đó thì những cái gì mà sư Minh Tuệ đã hành được, hạnh đầu đà của là Đại Ca Diếp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đã thiết lập nên, hôm nay là gần 2.600 năm rồi thì sư Minh Tuệ đã xuất hiện trong những lúc là đất nước đang làm đổi mới cũng như là những cái sự việc tu hành nó đạo nó đang hướng những cái vấn đề cần lên bàn. Dạ hay quá. Thì là nó cũng đúng cái thời gian là sư Minh Tuệ xuất hiện để soi rọi lại những cái kẻ mà làm sai với chân lý nhà Phật, đi ngược lớn đường hướng hành đạo mà Đức Phật đã dày công sáng lập. Dạ. Cũng như tụi tôi ở đây thì các thành viên trong đây thì đạo Phật giáo Hòa Hảo cũng là thực hiện những cái là đức tính là cao cả của Đức Thầy tôn kính của chúng ta đã dạy tín đồ về phía đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì cũng thực hành nó là báo đáp tứ ân, cũng là làm tròn nhiệm vụ công dân của đất nước, và làm tròn những trách nhiệm hành đạo lo cho là bà con xã hội. Thì giống như sư
Sư Minh Tuệ hiện giờ đem đức là lời của Đức Phật ban giải nơi nơi để truyền đạo lại những chánh pháp mà ngàn xưa giờ là không có ai để làm được, ngày nay thì Sư Minh Tuệ đã làm được. Thì là những cái hạnh đó mình nên biểu dương, những cái hạnh đó là khó làm mà ngày Minh Tuệ đã làm được. Thì là mình không có làm một lý do gì mà để là chơi khen. Những cái dạng chơi khen đó là nhiều khi á ảnh hành đúng với cái chân truyền mà ảnh đã phá những cái sự việc là những sư khác đã đi trước mà làm không nên được những cái sự việc mà như gieo giải đạo pháp ở trong những cái chùa chiền để giảng giải cho bác tánh thập phương nghe để hoài đạo hướng thiện quy Phật pháp. Mà các sư là chỉ lo là cung phụng cái xác thân là ăn sung mặc đẹp, thì ngày hôm nay là Sư Minh Tuệ đã hành được và làm được những gì mà Đức Phật đã truyền dạy lại những cái tinh hoa của Phật học. Cũng như Đức Thầy nói, bây giờ bất luận người nào không dùng của thế thì sắc màu cũng không. Cho nên Sư Minh Tuệ không cần đến là tiền bạc, mà chỉ cần ăn một ngàn bữa và hành đạo đúng theo hành đạo Đà. Thì là thực hành đó là trên cái bước đường đó là hoằng pháp đi đến đâu thì giảng giải cho bà con nghe, là giữ giới làm thì việc thiện thì cái đó là điều lành, điều tốt. Cho nên á mọi người khi là chỉ trong vòng có một tháng một mà ở trên cộng đồng mạng cũng như nước ngoài, trong nước như ngoài nước là ủng hộ sư về đó là cái cách tu như vậy đúng theo cái chân truyền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Cho nên á là những người là làm sai với chánh pháp của Đức Phật thì hiện giờ nó cũng đang là xôn xao những dư luận, vì là lo cái tấm thân của là các sư là trên hết, cho nên nó là bỏ là các Phật tử là không có là chăm sóc những cái là văn hóa đạo đức xã hội nó xuống cấp ngày càng trọng. Trong những câu nói của Sư Minh Tuệ, chú thấy câu nào cần áp dụng trong đời tu? Tức là mình không là ganh ghét nè, cũng như là mình bỏ hết tất cả nè, buông bỏ hết tất cả, giờ không hờn không giận, là mình là sống ngày nào là hay ngày nấy, chỉ lo hành theo cái giáo pháp của Đức Phật rồi đến ngày bỏ xác mà đắc chánh quả mà thôi, không còn nó là tranh giành độc lợi gì với ai hết trơn, không nghĩ chuyện thế gian, không nghĩ chuyện thế gian. Chú cảm nghĩ gì một cái đoạn clip mà lúc ổng đang nhặt từng mảnh vải ở nghĩa địa để kết thành đi đó, chú nghĩ về đoạn clip đó như thế nào? Thì xét nghĩ nếu như người ta mà ăn sang mặc đẹp thì không bao giờ người ta được những cái tấm vải đó. Đúng rồi. Hay à. Còn Sư Minh Tuệ đó là lấy dứt những cái miếng vải mà người ta bỏ nơi nghĩa địa, nơi là quan vắng như vậy để làm mảnh đi trên cái phương diện thì vật chất là nhỏ bọn, để là mượn cái lớp ở cặn bã này để thực hành theo cái tứ đại trong ăn, mà khi mình bỏ xác rồi mình cũng trở thành rác nước vô lửa, là nó sẽ tan giả, không nên cần phải là cao sang mặt đẹp mà chỉ dùng một miếng là để che cho ấm thân thôi, chứ không còn suy nghĩ là cái này mình phải dựng lên một cái gì mà để cho nó mang lại cái hình thức là tốt đẹp cho mình hết. Cũng như là mình mượn cái xác này rồi mình bỏ xác này, cho nên là dùng cái miếng vải là nó không cần để mà là tốt, nhưng mà dùng đó là để che thân, để cho đủ cái thời gian mà đi hành đạo ban ngày thôi, chứ còn thực sự không tốt là chạy theo cái là sang vọng. Rồi cái vấn đề mà sư ẩn mấy ngày nay á, nó là do sư tự nguyện ẩn hay là có thế lực nào làm sư ẩn không? Nói tới thế lực á, thì không có thế lực nào mà để làm là để che đậy được cái sự hành đạo của Sư Minh Tuệ chứ. Tại vì Sư Minh Tuệ đó là một công dân của đất nước, làm tròn bổn phận nghĩa vụ đối với là công dân đất nước, giả lợi tứ ăn rồi. Thì Sư Minh Tuệ đi tu đó là quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng của tôn giáo, thực hành trên đó là cái hiến chương giáo hội của Phật giáo Việt Nam, và cũng như là thực hiện theo lời là luật pháp đã quy định rồi, thì là luật pháp cũng ủng hộ, mà nếu mình làm việc chân chánh thì luật pháp vẫn là ủng hộ mình cách trong sáng, và cũng như là trên đường đi thì công an cũng là bảo vệ Sư Minh Tuệ hành đạo là chân chánh thì là ủng hộ, chứ không có lý do gì mà là không có là
ủng hộ hết, coi như là ủng hộ hết mình, cũng như lo cho sư Minh Tuệ có cái cuộc đi hành trình. Nhưng vì á, là lý do là Phật tử quá là tôn trọng sư Minh Tuệ cho nên làm cản trở gì cho không thôi, chứ còn là sư Minh Tuệ là nhà nước ủng hộ. Chính vì thế ông ẵng ha. À, cho vì cái chỗ hành đạo đó mà nó không được yên tĩnh thì là sư muốn tìm một cách nào đó để yên tĩnh, để lo chăm lo cái việc hành đạo. Vì sư đó là không riêng vì một lý do riêng cá nhân của sư, nhưng mà sư đó là thừa nhận rằng là mình đã còn đang học, đang học thì đang là tu tập, thì không phải sư đã đắc quả là chánh đẳng chánh đẳng chánh giác như Phật Thích Ca Mâu Ni hồi xưa, nhưng mà hiện giờ đang tu tập thì là chọn con đường phải hành, vừa hành vừa tu. Yeah. Đó. Thưa với chú thì hiện nay cũng Phật tử thì hết sức là quý mến sư Minh Tuệ, nhưng mà gần đây cũng có một số người cũng nói là không hay, chú nghĩ những người đó như thế nào chú? Thì trên bước đường tu á là chơi khen là chuyện bình thường của xã hội. À, như đức thầy là cũng có nói giàu ai chơi ngạo thằng mình con. À, hay có nghĩa là không có bàn đến đó là kêu thằng hay gọi dần ông cũng không muốn ai học công ty. Cái bậc của thầy mình mà còn bị chê khen. Cho nên là sư Minh Tuệ thì ông nói là cũng như mặc cho ai là thương ghét gì ông cũng cam hết trơn, để như là bỏ hết ngoài là tay, không có để ý vào chuyện đó, chỉ là mình làm được hay không thôi. Mình đã hành quyết chí đi, đi tu thì phải cho nó quyết chí cho thành chánh quả. Còn mặc kệ ai chơi ai khen ai đó là tranh luận hơn thua vậy sư. Mặc coi như người ta cũng thắc mắc vì sư có còn cha mẹ già mà sư bỏ đi tu vậy, cái đạo hiếu nó có tròn không, theo chú nghĩ sao? Thì là trong gia đình nhiều khi mình nói là đèn nhai nó sáng, thì thực sự ra sư Minh Tuệ cũng đã có là sẵn sàng sắp xếp là cho anh chị em là chăm lo cho mẹ già rồi, là cũng đồng nhất với cái bản thể để tôi đi tu thôi, chứ còn sư không phải là bỏ cha bỏ mẹ đó. Chú cảm nghĩ gì câu nói của sư Minh Tuệ nói là con không phải là nhà sư, con không phải là tu sĩ, vậy câu nói đó là ông khiêm nhường hay là lý do gì vậy chú? Câu nói đó là coi như là không muốn can dự đến tổ chức nào hoặc là một giáo hội nào, để là tự mình đi tu và tự mình quyết định bản thân mình thôi, chứ còn không muốn dính dáng với ai chứ. Là để là mai thai thì người ta hỏi mình trong việc đi tu mình dính với chùa này hay là tổ chức kia chỗ nọ, thì là nó mang đến sự phiền phức cho mọi người xung quanh, chứ còn mà sư muốn đi tu thì tự sư quyết định thôi, chứ còn không ai mà ép sư được. Theo với cái sức mà nhẫn nại của sư Minh Tuệ như vậy, chú nghĩ là cái sự dẻo dai của ông có thể là hành cái hạnh 13 hạnh đầu đà đó rút ráo không chú? Thì chắc có lẽ là trên bước đường mà cương quyết tu hành của sư Minh Tuệ đã trước đây là quyết đi, thì trước sau như một là chừng nào sư tới bỏ xác thôi, chứ thật sự là sư phải quyết định đi tu bằng được. Thì sư nghĩ giống như là quýnh là mà còn mang ơn lận, có nghĩa là chưa có giết mình chết. Rồi như vậy thì trong thời gian đây sư ẵng như vậy, theo như chú suy luận của cá nhân mình, sư có thể là bộ hành tiếp tục nữa không? Thì theo cuộc hành trình của sư Minh Tuệ mà ẵng đó là dùng cái phương pháp là điều kiện thôi. Khi nào sư muốn đi thì sư đi, còn sư muốn ẵng thì ẵng, là lý do là tự sư hành đạo là sư biết. Bởi vì cái số người mà đi đến cản trở về giao thông quá nhiều, cho nên là nó làm là náo động cái cõi lòng. Tại vì sư Minh Tuệ cũng chưa phải là chánh đẳng chánh giác, nhưng mà phải cũng phải bị động thôi. Cho nên sự hành đạo là trước tiên là phải yên tĩnh. Yên tĩnh cho hành đạo mới được. Mà cái này cũng như là đông quá, cho nên sư Minh Tuệ muốn ẵng thôi, chứ còn điều kiện đi thì sự đó là bình thường. Rồi sư vẫn tiếp tục hoài hành trình hoài. Chú nói là cuối đi chú. Thì cũng mong rằng là trước cái sự là hiện diện của sư Minh Tuệ thì cũng xin chúc sư Minh Tuệ cũng là an trí, là lo tu dưỡng thanh tâm, đi đạt đến cái chỗ là nhất tâm bất loạn để thành chánh quả chánh giác, chứ cũng không biết nói gì hơn. Cảm ơn chú.
Bây giờ không đâu ạ.